giới thiệu với mọi người một trò chơi mới, trò này tên là trò Kenbama. Đây là một trò chơi truyền thống của Nhật, nhưng bây giờ nó phát triển khắp trên tất cả các nước trên trên thế giới. Nhưng mà nó như thế nào? Đều dây vào đây. Khi chơi Kenama thì ý lợi nó đem lại thì các bạn sẽ luyện tập được sự khéo léo, kiên trì, phối hợp tay và mắt rất là tốt. Có rất nhiều cái trích khó mà bạn sẽ phải mất khoảng độ 1 tuần, 2 tuần, thậm chí cả 1 tháng thì bạn mới chơi được. Nên là khi mà bạn làm rất nhiều lần mà không được, xong đến lúc chạy được thì bạn sẽ có một cái niềm vui rất là không có gì sánh bằng.